Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục cái góc cua quẹo đây các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay những anh em xà lan qua đây cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một chiếc xà lan đang đi lên các bạn, khá là đẹp luôn. Đây là đoạn sông Tà Niên nha các bạn, hướng về Tắc Cậu và lại Kịch Sỏi các bạn. Đây bây giờ thì mình sẽ xem anh xà lan này anh bo cái cua này nha. Xà lan này hết biết đẹp luôn đây các bạn. Mực nước thì chảy cũng không quá là mạnh nha các bạn. Đằng sau còn một chiếc nữa nha. Dữ vậy ta. Trời. Cái này bị dính gác rồi. Xà lan đang lên các bạn. Wow. Đang gia giảm tốc độ. Trên kia có một chiếc xà lan đi xuống các bạn. Bây giờ phải ép vô để mà nhường anh kia xuống nha. Đi qua được cái cô gách này thì cũng khá là khỏe các bạn. Cái việc mà né nhau thì nó diễn ra cũng khá là dễ dàng hơn nha. Chúc mấy anh em đi nghề sắm nước xà lan cũng như là các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Chúc mấy anh tài công thì đánh đâu thắng đó nha. Bây giờ thì mình sẽ xem anh xà lan này đi lên và né anh kia nha các bạn. Máy rất là khỏe các bạn, dè lại đứng lên chỗ luôn. Chung là lái một chiếc xà lan như thế này thì cũng không có chuyện đơn giản đâu nha các bạn, cũng rất là khó nha. Đòi hỏi anh em xà lan phải có kinh nghiệm rất là dày các bạn. Đang lên. Chiếc kia đang từ từ đi xuống các bạn. Thấy những lúc như thế này thì rất là hồi hộp nha. Đang xuống nè, hình kia anh đang thả cái chớn xuống các bạn, đang đi nước xuôi nha. Đó, anh kia lú cái mũi ra kìa, chà bá luôn. Âm thanh phải nói là nghe rất là sướng lỗ tai á.
xà lan khẩm đang xuống nha các bạn, ở dưới kia có chiếc ghe đang canh để mà lên nha. Xà lan này đang lên nha các bạn. Trời ơi. Wow. Trên có chiếc xà lan khẩm đang xuống nha. Xà lan này nhìn khá là mới các bạn. Chiếc xà lan khá là khẩm đang đi xuống các bạn, cũng rất bự nha. Đang từ từ để mà né nhau đây các bạn. Hiện tại thì mực nước nó không có chảy các bạn, cho nên là né nhau khá là dễ nha. Trời luôn. Đang xuống được tới đây nha. Chiếc ghe đang ôm sát trong để mà đi qua nha.
ghe bầu. Anh xà lan khẩm lên kia gặp một chiếc xà lan hai cabin nha các bạn. Anh em đang từ từ đi lên đây, khá là bự luôn. Trời ơi, nhìn cái tướng kìa quá trời ngầu luôn rồi. Thì khá là xa các bạn nha. Hai này đang né nhau nha các bạn. Đây có mấy cái xuồng chèo rất là miền Tây đây. Anh xà lan anh đang lên nha các bạn. Wow, khá là đẹp nha. Quá giọt luôn các bạn. Thường thì anh đi ra anh chở nước ngọt ra ngoài nha các bạn.